Về người tù lâu nhất thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu có nhiều người nói, bọn Việt Cộng không phải con người, có lẽ không sai. Có thể nói, Việt Cộng mang hình dạng của một con người. Nhưng nó có trái tim của một con ác thú. Những loài ác thú như cọp, beo, chó sói, tuy nó tàn ác, xé xác, ăn thịt bất cứ con thú nào yếu hơn nó, nhưng ít ra nó không ăn thịt đồng loại của nó. Nó không bỏ tù đồng loại của nó không hành hạ nhất là đồng bào của nó. Theo nhạc sĩ Y Vân, cuộc đời con người rất ngắn ngủi, chỉ có 60 năm và ông đã mất đúng năm ông được 60 tuổi. Ấy thế mà đau đớn thay, anh đại úy quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Hữu Cầu đã bị giam cầm suốt 34 năm qua và đang bước vào năm thứ 35. Anh đã bị giam từ lúc còn thời trai trẻ khỏe mạnh. Đến hôm nay, anh đã trở nên người tàn tật bị mù hết một mắt và mắt còn lại chỉ thấy lờ mờ. Những tên Việt Cộng mong được làm nhục anh, chúng chiêu dụ anh làm đơn xin ân xá để được thả. Nhưng tất cả bằng thừa với tinh thần bất khuất của anh đâu thua gì anh hùng Trần Bình Trọng khi bị giặc Tàu bắt khi xưa. Lúc đó, giặc Tàu cũng chiêu dụ phong chức tước, nhưng ông cũng đã khí khái ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Hôm nay trên diễn đàn chính trị tranh luận dân chủ, qua sự phỏng vấn của phóng viên Chim Quốc Quốc Việt Nam Cộng Hòa và Nguyễn Nam Phong với chị Nguyễn Anh Thư, con gái của anh cầu quý vị lắng nghe những lời chân tình của anh Thư, bảo đảm rằng sẽ làm rơi lệ tất cả đấng nam nhi cứng lòng. Dạ, ba con có lời cảm ơn đến các bác, các cô trong diễn đàn đã quan tâm đến ba con. Mỗi lần con vô thăm đều có nói các cô. Các bác ở nước ngoài đã hỏi thăm ba thì ba mừng lắm. Hiện tại ba cũng khỏe, nhưng một con mắt thì nó đui, một con thì còn thấy lờ mờ khoảng 10%. Con thấy tinh thần của ba rất là vững. Dạ, ngày 1 tháng 12 vừa qua con có đến trại tù thăm ba. Hồi ba con đi cải tạo con được 4 tuổi. Dạ, hình như Hồng có cái Tết nào ba ăn Tết với gia đình. Con có nhớ một cái năm đó vào Tết Trung Thu, ba có về ba làm lồng đèn cho con một lần. Đầu tháng 8 ba về, tới Tết Trung Thu thì ba bị bắt lại. Thì cái lồng đèn ba làm lần cuối cùng cho con thì ba bị bắt lại đó, hình như là Hồng có cái Tết nào ăn Tết với gia đình hết á. Dạ, hồi ba con đi học tập cải tạo hồi năm 1975. Đầu năm 76 mẹ đã có chồng khác rồi. Lúc đó mẹ tách hai chị em ra, lúc đó con ở với bà nội thì mẹ nói con ở với bà nội là phần của bà nuôi. Rồi mẹ dắt đứa em con 2 tuổi, mẹ lập gia đình với ông sau. Nó mang cái họ của ông sau luôn. Lúc đó con với em con, với mẹ con đều bị mất liên lạc. Xong con ở với bà nội đến khi con 15 tuổi thì bà nội mất. Khi ở chung với bà nội, con làm việc nhà cho người này, mai làm cho người khác. Còn nếu không làm việc nhà thì ra chợ phụ bán với người ta. Những đồng tiền để dành thì đưa cho bà nội để bà nội đi thăm ba. Xong bà nội mất thì con cũng tiếp tục đi bán đi buôn vậy đó. Mỗi lần bà nội đi thăm ba là bà nội dắt con đi theo. Một năm như vậy, bà nội có đi thăm ba 2 lần thôi. Hồi bà nội còn sống, ở Rạch Giá, Kiên Giang, đi lên chỗ ba ở tù phải mất 1 ngày đường mới tới lận. 9 tiếng đồng hồ hay 10 tiếng. Lúc đó, bà ở Xuân Lộc, Đồng Nai, gạo bà nội rang lên. Nói chung bà nội lúc đó làm cực lắm, nên mỗi lần đi thăm ba, những con cá khô bằng ngón tay út vầy nè, bà nội rang với gạo. Nội nói, rang lên rồi xay, để đưa vô đó cho ba. Nói chung ra là đậu, nội rang lên rồi nội xay. Những thứ này nó rẻ tiền, nhưng vô trong đó, ba ăn nó được no lâu hơn. Dạ, hồi lúc còn nhỏ thì bản năng làm con cũng thấy như vậy, biết như vậy thôi, đến lúc lớn rồi đó. Ý thức được vấn đề thì thấy ba ở trong đó như vậy đó, thì nghe ba nói rằng ba ở tù như vậy đó con. Nhưng ba không có làm điều gì tội lỗi hết đó. Con cũng rất tự hào về ba chớ không có mắc cỡ gì hết. Ba Hồng làm gì có tội hết á, nhưng mà ba bị oan, người ta nhốt ba trong đây thôi. Nghe ba nói như vậy, con cũng nhận thức được vấn đề rồi. Năm con 18 tuổi, ba mới hướng dẫn cho con làm đơn, rồi gửi đi các nơi. Con với một người bà con làm xuyên suốt bao nhiêu năm. Nhưng cứ thơ đi không thấy thơ về.
Làm cũng gửi tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ gì đó, một năm như vậy là gửi mấy lượt thơ đi nhưng không bao giờ thấy thơ về. Cứ một lần vô thăm ba. Ba nói con có gửi thơ chứ? Dạ thưa có chứ, nhưng thư đi không có thư về, anh Thư lại khóc. Dạ con đến đó, con có ôm ba vào lòng và con khóc và con hôn ba hoài à? Nhưng vô đó thấy ba thấy tội lắm. Anh Thư lại khóc, con không bao giờ cầm được nước mắt hết á, anh Thư lại khóc. Bây giờ con thấy ba đỡ rồi, ba bây giờ ba khỏe hơn hồi xưa. Hồi xưa con có làm nên tiền gì đâu. Đi nuôi ba thấy ba khổ sở trong đó, anh Thư lại khóc. Mỗi lần vô là không cầm được nước mắt, ôm ba khóc nức nở. Con nghe lời của ba nói, con cũng nhận thức được nhiều, với lại tiếp xúc với ba không nhiều, nhưng nói chuyện với ba, con thấy con tự hào về ba nhiều lắm. Tại con người của ba con không phải là cướp của giết người hay là làm cái chuyện gì vô đạo đức. Ba tranh đấu cho lẽ sống của riêng ba nên con ủng hộ ba con thôi. Ba con nói là, ba nói thật với con đó, ba thà là chết vinh hơn sống nhục. Ba con năm nay là 64 tuổi, lúc ba con đi tù chắc là 30. Sức khỏe ba con cũng yếu, nhưng tinh thần yêu đời lắm. Phải nói con tự hào ba con một điều, ở trong đó, trong chốn lao tù đó, trong bốn bức tường chẳng có cái gì hết, ba con vẫn yêu đời, vẫn nói rằng, sống, nhìn cây cỏ để mà sống. Nhìn côn trùng để mà sống. Nó còn biết sống, nó tự hào về nó. Cây cỏ cũng vậy đó, nhìn nó mà sống, còn ba có một thân xác bằng da bằng thịt đàng hoàng. Ba nói thật với con, ba sống. Ba biết con người của ba sống vì lẽ sống của ba, vì cái chân lý của ba sống về cái đường lối của ba đi, nên ba không có nhục nhã gì về lối sống của ba hết. Con cứ yên tâm đi. Ba ở trong tù nhưng thật ra ba rất tự hào vào mình, đường đường chính chính. Ba nói thật với con, những người nào ở ngoài kia, họ làm ông này bà nọ, nhưng ba không coi họ ra cái gì hết. Tuy rằng ba là cái thằng tù nhưng ba rất tự hào về ba, bởi vì ba làm cái chuyện có ích chứ không phải vô ích. Con sẽ đi thăm ba Tết này, lúc nào con cũng động viên ba hết, con nói thật với ba. Ba nghĩ sao cũng được, con cũng ủng hộ ba hết trơn á, ba nói, ba ở trong này hoài mà không về với tụi con có buồn không? Dạ không, tại vì ba làm cái gì chắc có lẽ ba thấy đúng ba mới làm. Đúng không? Nếu vậy thì con gái sẽ ủng hộ ba hai tay và hai chân luôn. Lúc nào con vô con cũng ủng hộ tinh thần của ba. Con nói sao cho ba vững tinh thần, ba cứ đi cái đường của ba thôi. Trước khi phóng viên Nguyễn Nam Phong chấm dứt cuộc phỏng vấn đã chia sẻ với cô Anh Thư một câu rất đặc biệt, thưa quý vị, thưa chị Anh Thư. Tất cả quý vị thính kia đang gửi rất nhiều đóa hoa hồng gửi đến cho chị bằng từ trái tim, lòng thành của mình và Phong nghe chị nói hôm nay. Đã không dằn được nỗi xúc động và các quý vị trong diễn đàn cũng cúa xúc động đã khóc theo chị. Ngày hôm nay, Phong có một yêu cầu nho nhỏ với chị, lần sau, vào dịp Tết này. Chị đi vào tù gặp chú Nguyễn Hữu Cầu, hãy mang những đóa hoa hồng và những tấm lòng này gửi đến cho chú Nguyễn Hữu Cầu và nói với chú Cầu rằng những người hải ngoại đang hướng về chú và mong chú hãy kiên cường để một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ gặp nhau. Chị làm điều này cho Nguyễn Nam Phong được không chị? Dạ được ạ. Dạ con không biết nói gì hơn, từ nãy đến giờ con nghe những tấm lòng của các bác, các chú, các cô như vậy con cũng an ủi phần nào. Những tấm lòng đã hướng về thương ba con như vậy. Con cảm ơn à, anh Thư lại khóc. Cho con gửi lời chúc tốt đẹp đến các bác, các cô, các chú. Có nghĩ đến ba con thì coi con cũng như là con, cũng như là cha, là chú. Nếu nãy giờ mà con, vì hồi nhỏ tới lớn con Hồng có đi học, nếu có gì mà sơ suất mà bỏ qua cho con. Đọc những lời chân tình đầy nước mắt của cô bé anh Thư này, không một ai có thể kềm chế được nỗi xúc động. Nước mắt sao cứ tuôn trào, xen nỗi căm phẫn, uất hận. Tất cả chúng ta đã và đang mắc nợ những người chiến sĩ kiên cường. Tuy nằm trong ngục tối nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của một công dân yêu nước. Một trong những người chiến sĩ đó phải là anh đại úy của quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Hữu Cầu.
Khoảng 5.000 đô la quyên góp hôm nay trong diễn đàn chính trị tranh luận dân chủ không bao giờ đủ cho chúng ta trả món nợ nước 34 năm tranh đấu trong nhà tù này. 5.000 đô la quyên góp hôm nay có lẽ chỉ là một tấm lòng xin dâng đến anh Cầu để có thể an ủi anh Cầu và gia đình một phần nào cho những sự mất mát vô cùng to lớn. Nhắc đến anh Cầu, không ai có thể quên được một câu chuyện đầy thương tâm đối với cháu trai của anh tên Trần Ngọc Bích đi theo mẹ lúc 2 tuổi. Sau này Bích học hành ra trường với mảnh bằng sư phạm và làm việc trong ngành giáo dục. Đầu năm 2004, giáo viên Trần Ngọc Bích được chi bộ đảng cho biết sự thật không phải là con ruột của ông Trần Văn Phụng mà là con của tội phạm Nguyễn Hữu Cầu. Bích đã về hỏi mẹ mới biết rõ thân thế của mình đã bị giấu kín trong suốt 27 năm trời và Bích đã đi tìm lại người chị ruột bị thất lạc. Đó là Nguyễn Anh Thư trong một bối cảnh trùng phùng đầy nước mắt. Điểm đặc biệt ở đây là Bích và Anh Thư đã đi thăm cha trong tù để tỏ lòng kính mến người cha của mình. Và không màng đến vấn đề vào đảng. Ở đây, chúng ta thấy rõ hành động thú vật rất là man dợ của cái gọi là chi bộ đảng Việt Cộng không phải là con người được chứng minh một lần nữa. Bích muốn tiến thân phải vào đảng, nhưng anh lại là con của một tên ngụy đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Giải phóng 29 năm qua vẫn còn kỳ thị thành phần ngụy quân, ngụy quyền ư? Đây là sự thật cho những ai tin vào luận điệu gọi là hòa hợp hòa giải của VC. Nếu họ chịu hòa hợp hòa giải, tại sao họ còn tiếp tục giam cầm người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên suốt 34 năm? Nếu họ chịu hòa hợp hòa giải, sao còn đập phá bia tưởng niệm của đồng bào vượt biển bên Mã Lai và Indonesia? Nhắc đến anh Cầu, phải nhắc đến trên 500 lá đơn kêu oan được gửi khắp mọi nơi có thẩm quyền để có thể được cứu xét trong suốt hàng chục năm qua, nhưng tất cả đều vô vọng, thư có đi nhưng chẳng bao giờ thấy hồi âm. Câu hỏi được đặt ra, lương tâm của những tên cầm quyền đâu rồi? Hỏi xong mới sực nhớ cái lũ Việt Cộng nó chẳng phải là con người thì làm gì có lương tâm? Họa may chúng chỉ có lương tháng và lươn lẹo để sống trên nỗi đau khổ của cả một dân tộc. Nhắc đến anh Cầu, phải nhắc đến bài trường ca con bò kéo xe mà anh đã sáng tác trong tù và anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đã phổ biến bằng giọng ca chân tình. Phải dùng với chữ tuyệt cho bài ca này mới đúng. Quý vị nghe đi, để có thể đánh ghía, bài ca mang âm hưởng của miền Nam, tiếng nhạc lúc hùng, lúc bi, lúc êm dịu, lúc mạnh bạo, có thể liệt vào thể loại nhạc lạ. Chữ lạ ở đây không có nghĩa là tàu phù đâu nhá, mà là thể loại nhạc chúng ta chưa từng nghe thế thôi. Bài ca được bắt đầu như sau, hóa ra như con bò kéo xe, hóa ra như con bò kéo xe. Mai mốt ta về ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi, đi lên trên núi cao. Mai mốt ta về ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau. Hóa ra như con bò kéo xe, hóa ra như con bò kéo xe. Cũng trong bài ca này quý vị có thể lắng nghe một đoạn thơ phổ nhạc để tố cáo tội ác kinh hoàng của Việt Cộng. Đây là câu chuyện có thật xảy ra lúc Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam sau 1975, nếu có một ngày. Ai có đến Tiền Giang hãy lắng nghe một câu chuyện đau lòng chuyện kể rằng ngày rằm tháng 7 Vu Lan Ủy ban quân quản Tiền Giang giết người Ma Vương hô hố tiếng cười sau khi chúng giết hai người thành ba. Bào thai 8 tháng không tha bào thai 8 tháng mang ra tử hình Tiền Giang ơi hỡi Tiền Giang ơi hỡi đau lòng Huệ Lan bài thơ này đã ghi lại một câu chuyện thật. Đã xảy ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hai vợ chồng anh Huệ và chị Lan đã phát tán 200 tờ truyền đơn phục quốc đã bị bắt giam và mang bản án tử hình trong lúc chị Lan đang mang thai 8 tháng. Trong lúc đó có 7 đến 10 nhà sư đã ký vào một cái đơn xin cho mạng sống của em bé vô tội, nhưng Ủy ban quân quản của Tiền Giang vẫn thi hành bản án vào ngày rằm tháng 7. Tên tuổi hai người được ghi lại trong cuộc băng A giờ cánh hoa thời loạn. Có người đặt câu hỏi tại sao anh Nguyễn Hữu Cầu bị giam lâu cuối như vậy? Một số bài viết về anh Cầu cho biết lý do là anh Cầu đã dám tố giác những tên như Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh đã làm những chuyện tội ác tại tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra,
Có một câu chuyện cũng lý thú trong trại tù mà anh Nguyễn Hữu Cầu đã ở, chúng ta có thể nghe lời tường thuật của anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyển như sau. Một cặp bò, nó hay đi kéo nước cho chúng tôi uống, nhưng rất ngộ là đến đúng 5 giờ chiều, khi nghe tiếng kẻng hết lao động, hai con bò này nó sẽ đứng im, nó không thèm đi luôn. Làm gì làm, đánh đập cách mấy, nó cũng không chịu đi, cuối cùng rồi phải tháo cái ách của nó ra, dẫn về chuồng, rồi sáng mai quay trở lại thì nó lại bắt đầu kéo. Rồi cũng đúng 5 giờ là nó đứng im, không kéo nước nữa. Hai con bò này nó cũng sống trên 10 năm, nó cũng ở tù chung thân đó, nó còn ở tù nhiều hơn chúng tôi nữa. Riêng tôi ở tù chỉ 3 năm 6 tháng, còn hai con bò nó ở tù mười mấy năm trời đó quý vị. Chuyện hai con bò được kể ở trên ít nhiều cũng phản ảnh sự thật vô cùng bi thảm xảy ra trên quê hương Việt Nam. Đến nỗi con bò còn bị ở tù chung thân khổ sai, huống gì con người, huống gì anh Nguyễn Hữu Cầu. Sống dưới chế độ Việt Cộng là thế đấy. Những tên Việt Cộng chúng mang hình dáng của một con người nhưng mang con trái tim của một con ác thú. Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Linh Mỹ Nguyễn. Sau đây là thư kêu cứu của bé Trần Phan Yến Nhi để cứu ông nội Nguyễn Hữu Cầu, ngày 30 tháng 12 năm 2013, tâm thư cầu xin cứu giúp cho ông nội cháu. Ông Nguyễn Hữu Cầu người đã phải chịu cảnh tù đầy 38 năm. Kính gửi các tổ chức nhân quyền thế giới, các quý ông, bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài. Cháu tên là Trần Phan Yến Nhi, sinh năm 1999, cháu đang học lớp 9, hiện cháu đang ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu nội của ông Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1947, hiện đang bị giam ở khu giam riêng K2, trại giam Z30 Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông nội của cháu, ông Nguyễn Hữu Cầu. Cha cháu tên là Trần Ngọc Bích. Cha cháu mang họ cha dượng, vì thế cháu phải mang họ cha, nhưng đích thực cháu là họ Nguyễn. Kính thưa các quý tổ chức nhân quyền thế giới cùng các quý ông, bà người Việt đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi, cháu có hỏi cha cháu là ông nội đâu? Cha cháu bảo là ông nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù là gì hết. 8 năm sau cháu khôn lớn và nghe cha cháu giải thích, cháu mới được tường hiểu được việc ông của cháu bị ở tù là như thế nào. Từ lúc cháu được sinh ra tới năm cháu 14 tuổi, cháu mới biết được mặt ông nội cháu. Cháu cảm nhận được ở ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ánh. Một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn nói một điều gì mà ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ ông cháu là một người tốt như vậy, nhưng tại sao ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm? Cháu không biết ra sao, nhưng đối với ông cháu, những năm tháng ở tù đối với của ông cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Cháu nói về việc tàn nhẫn là chính tay cháu nghe ông cháu kể khi cháu được đi thăm ông lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 6 năm 2013. Ông nói luôn bị giam riêng, không được tiếp xúc với bất cứ ai, bệnh tình rất nhiều, răng còn một chiếc, ăn uống rất khó khăn, đau dạ dày hành hạ suốt, thường là ăn cháo, mắt mù một bên, bên còn lại phải nhờ vào cái kính 20 độ mới thấy được mờ mờ. Máu không lên được não, thường xỉu lên xỉu xuống, nằm nhiều hơn ngồi. Ông mới gửi thư về cho gia đình cháu, giờ ông lại mang thêm bệnh gút đau đớn hành hạ ông suốt. Nhưng chẳng được đi khám và chữa bệnh. Còn ông nói nếu cho đi khám chỉ là khám giả và tất cả là khám giả cho có khám mà thôi, v.v. Cháu nói về việc vô nhân đạo.
Cháu nghe ông cháu kể ông mang rất nhiều bệnh tật như thế nhưng họ không cho ông cháu được đi khám và chữa bệnh. Cô và cha cháu thấy xót nên làm đơn xin cho ông cháu ra chữa bệnh nhưng lần nào đơn cô và cha cháu gửi đi cũng đều vào sọt rác. Gia đình cháu đã làm đơn kêu oan cho ông từ đời cụ cố đến đời cô và cha rồi lại đến đời cháu, đơn đã gửi đi khắp nơi nhưng vẫn một đi không bao giờ có hồi âm. Trong số kêu oan cho ông cháu có người đã ra đi mãi mãi, còn người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng. Năm nào cũng vậy, cháu nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày Tết là ông cháu được thả. Cháu hết trong ngày 2 phần 9 đến 30 phần 4 rồi lại Tết Nguyên Đán với hy vọng là ông cháu sẽ được tự do nhưng rồi cứ thế kéo dài mãi từ đời cha cho đến đời cháu đã lên đến 38 năm bằng 13.870 ngày. Tức hơn 1 phần 3 thế kỷ thật là kinh khủng. Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 66 của ông cháu. 30 tháng 12 năm 1947, hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2013, còn một ngày nữa là ông cháu bước sang 67 tuổi rồi mà cả đời ông gần như ở chốn lao tù. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của ông và cũng là lần sinh nhật đầu tiên. Cháu không có quà gì để tặng cho ông cháu, nên cháu viết tâm thư này kêu gọi xin được cứu giúp ông cháu để làm quà tặng cho ông. Bức tâm thư này cháu thành kính đến các quý tổ chức nhân quyền thế giới cùng các quý ông, bà cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước. Cháu cầu xin các tổ chức nhân quyền thế giới cùng các ông, bà ở trong nước và ở nước ngoài lên tiếng để cứu cho ông của cháu sớm được thoát khỏi cảnh tù đày. Sớm thoát được cái cảnh đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo suốt 38 năm qua như lời ông cháu kể khi cháu đi thăm ông. Cháu rất hy vọng và cầu mong cho ông cháu được về để hoàn lại họ Nguyễn cho cháu và cho gia đình cháu trở về cội nguồn của mình. Nếu không thì ông cháu không còn hy vọng sống được và về với cháu vì bệnh tật ông rất nhiều, tuổi đã cao sức đã kiệt, ông cháu sẽ chết ở trong chốn lao tù. Cuối tâm thư cháu xin kính chúc quý ông, bà ở các tổ chức nhân quyền thế giới cùng các quý ông, bà cộng đồng người Việt trong nước và ở nước ngoài nhân dịp năm mới an khang thịnh vượng. Cháu kính chào quý ông, bà cháu Trần Phan Yến Nhi. Trần Phan Yến Nhi thư cầu xin cho ông nội cháu được tha tù ngày 9 tháng 3 năm 2014, kính gửi ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước. Cháu tên là Trần Phan Yến Nhi, sinh năm 1999, hiện cháu đang ở ấp An Hòa, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cháu là cháu nội của ông Nguyễn Hữu Cầu, sinh năm 1947. Người đã ở tù tổng cộng lên đến 39 năm, hiện ông cháu đang ở tù và bị giam ở khu giam riêng, trại giam Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Cháu thưa ông Chủ tịch nước, cháu gửi ông bức thư cầu xin cho ông cháu được thả, này là bức thư thứ tư khi cháu đi thăm ông nội của cháu lần đầu tiên ngày 4 tháng 6 năm 2013. Trước đó, bà cố ông nội, cô và cha của cháu đã viết hơn 500 lá đơn cùng thư kêu oan gửi đi nhiều cơ quan xin được thả ông nội cháu, nhưng đơn cùng thư được gửi đi không bao giờ có kết quả. Chỉ tội cho linh hồn người kêu oan cho ông nội cháu là bà cố của cháu đã ra đi mãi mãi nhưng bà cố cháu vẫn chưa biết được những lá đơn của bà đã đi đến đâu. Và có kết quả gì? Thật tội nghiệp cho bà cố. Cháu xin hứa trước linh hồn bà là cháu sẽ tiếp tục viết thư gửi đến ông Chủ tịch nước để kêu cứu cho người con trai duy nhất của bà cũng là ông nội vô vàn kính mến của cháu. Cháu cầu nguyện bà độ cho cháu được như ý nguyện ông nội cháu, người tù thâm niên, sẽ được thả. Cháu kính thưa ông Chủ tịch nước, ông nội của cháu hiện mang rất nhiều bệnh tật cụ thể như máu không lên não thường hay bị xỉu, đau dạ dày thường xuyên, mắt trái bị mù, mắt phải đã lòa, răng chỉ còn một cái lại bị suy tim khi nói chuyện phải dùng một tay đỡ lấy ngực.
Với bao nhiêu bệnh tật như thế mà ông nội cháu tuổi đã cao, sức đã kiệt, cháu rất lo sợ là ông của cháu sẽ để lại nắm xương tàn ở chốn lao tù. Cháu không biết ông nội của cháu mang tội gì nhưng bản án của ông cháu là rất nặng, nặng hơn chữ nặng. Cũng vì bản án này mà bà nội của cháu đi lấy chồng khác làm cho gia đình ly tán vì không nuôi nổi hai con là cha và cô cháu. Cũng vì bản án này mà bà cố cháu trông con mòn mỏi để rồi lại ra đi mãi mãi. Cũng vì bản án này mà ông của cháu đánh mất tuổi thanh xuân. Cũng vì bản án này mà làm cho gia đình cội nguồn của cháu ly tán 30 năm. Đúng 30 năm cha của cháu mới biết được ông của cháu đang ở tù và cô ruột của cháu đang sống ở xa do sự giấu giếm của bà nội cháu. Cũng vì bản án này mà làm cho những giọt máu của ông lại mất đi cội nguồn. Ông nội ruột họ Nguyễn, con trai ruột, hai cháu nội ruột lại mang họ Trần, đau và thật đau khi nghĩ đến cuộc đời ông. Ông nội an tâm cháu rất tự hào về ông nội của cháu. Cháu thưa ông Chủ tịch nước, lúc cháu đi thăm ông nội của cháu, ông cháu có nói là có mấy lần trại giam kêu ông viết đơn nhận tội sẽ thả ông nhưng ông nói là ông không có tội thì làm sao mà viết đơn nhận tội và kêu cháu về viết đơn kêu oan tiếp tục cho ông nội của cháu. Cháu xin ông Chủ tịch nước xem xét việc này giúp cho ông nội cháu. Lúc gần Tết ngày 14 tháng 1 năm 2014 có hai bác công an gặp cháu và bảo ông nội cháu sẽ được thả trước Tết ăn Tết cùng gia đình. Thế rồi cũng không, và cháu cũng chẳng thấy ông nội cháu được thả. Bao nhiêu thư kêu oan cùng đơn xin được thả ông nội của cháu trải qua nhiều thế hệ nhưng thư và đơn có đi nhưng không bao giờ có trở lại. Vậy nay cháu viết thư này cầu xin ông Chủ tịch nước xem xét và cứu giúp cho ông nội của cháu, một người tù thâm niên lại mang rất nhiều bệnh tật, được tự do trong khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi của cuộc đời ông nội cháu. Nếu cháu được quyền hoán đổi, cháu sẽ thực hiện giúp cho ông nội cháu hai việc sau. Thứ nhất, ông thả ông nội của cháu. Cháu sẽ ở tù thay cho ông nội cháu vì cháu còn trẻ làm được việc cho nhà tù chứ ông của cháu già rồi không còn đủ sức lực để làm việc nữa. Thứ hai, ông thả ông nội của cháu. Ông nội của cháu sống được bao nhiêu năm thì cháu sẽ chịu giảm tuổi thọ của cháu bấy nhiêu năm. Cuối thư cháu chúc ông Chủ tịch nước thật nhiều sức khỏe và cháu hy vọng là lá thư này sẽ được đến tận tay ông Chủ tịch nước. Cháu chào ông cháu Trần Phan Yến Nhi sao và cũng bức thư này cháu cầu xin quý ông, bà cộng đồng người Việt ở trong nước và ở nước ngoài cùng các quý tổ chức nhân quyền lên tiếng tiếp thêm cho cháu để cứu giúp cho ông nội của cháu thoát khỏi chốn lao tù. Cháu vạn lần cảm ơn quý ông, bà. Cháu chào quý ông, bà cháu Trần Phan Yến Nhi. Sau khi bức thư này ra đời, nhiều người đã lên tiếng, bức thư này có người viết. Tiếng kêu từ địa ngục, Facebooker Hoàng Hạc viết 12 tháng 3 năm 2014. Lá thư này sau khi được phổ biến và dịch sang Anh ngữ sẽ trở thành kỷ lục thế giới về nhiều mặt. Bi thảm nhất, hy sinh nhất, hùng tráng nhất, lên án một chế độ bất công nhất, gây xúc động nhiều nhất, tạo phẫn nộ nhất, tình người thắm thiết nhất, một bản án tù dài và phi lý nhất, lấy được nhiều nước mắt nhất. Có lẽ thư này đã đến tay ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Hữu Cầu đã được thả vào ngày 21 tháng 3 năm 2014.